Hi everyone, so my name is Mi, I'm nice to meet you. As Mr. Dino said before about the Mian camp, so I'm very proud to stay here to help you to improve English. And I hope you will have like a good time when you are get the training course here. Which help you like improve yourself and help you a lot in your career. So make it fun, don't take it serious, and just enjoy it as much as possible. So thì cái điều quan nhất là khi bạn ổn là bạn sẽ có một tí buổi học thú vị, hay là đừng nó làm cảm thấy nó serious quá, là nó cảm thấy nguy hiểm quá, mà hãy kiểu như là mình kiểu tận hưởng nó ấy, rồi enjoy nó, rồi vui vẻ lên, là cho nó chỉ cảm thấy như là mình thích mình làm chứ còn mình bắt thì mình phải làm. Thế nên là mình các bạn còn trẻ nên các bạn kiểu cứ vui vẻ đi, đừng kiểu là vì anh sẽ bắt phải làm cái này nên là we don't need to need you to translate only English. You can hear again in the video. You understand what you say. Okay. No need to explain. Okay.